の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂のドリーミーだ忘れないで全部気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろう mọi người lại là mình Kim Min đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là ngày thứ 2 trong chuyến du lịch Đà Nẵng Hội An Huế của bọn mình. Sau khi đáp máy bay đến Đà Nẵng ngày hôm qua thì bọn mình đã đi chơi rất vui. Mọi người có thể xem lại ở phần 1 nha. Ngủ đến trưa thì bây giờ chúng mình sẽ di chuyển đi ăn và sau đó sẽ qua Hội An chơi. Đến Đà Nẵng thì không thể bỏ qua bánh xèo được. Hôm nay chúng mình ăn bánh xèo của bà Dưỡng. Quán này thì rất là to và siêu nổi tiếng trên mạng luôn. Chúng mình chủ yếu đi theo review á. Đây này, nhìn menu có món gì là bọn mình gọi hết luôn. Bánh xèo, bún thịt nướng, nem lụi, bò nướng lá lốt. Nói chung là ăn hết sạch sành xanh. Đợt bọn mình đi, thời tiết ở Đà Nẵng nóng kinh khủng luôn. Rơi vào cái đợt nắng nóng khủng khiếp luôn ấy. Thế nên là chúng tôi ngốn hết rất là nhiều nước. Đi đâu cũng kiểu phải gọi một đống nước để uống á. Bánh xèo với nem lụi của bọn mình lên rồi này. Khẩu phần ăn như thế này thì hơi ít so với mấy đứa bọn mình. Thế là bọn mình đã phải gọi thêm rất là nhiều. Nhưng mà đồ ăn ở đây ngon nha, không có gì để chê. Mình thích nhất là cái bò nướng lá lốt này này. Còn bún thịt nướng thì cũng bình thường thôi. Lớn nhất nhà nhưng mà toàn được các em bé chăm thôi mọi người ạ. Bò nướng lá lốt siêu mềm, xong rồi cái phần lá lốt ở trên rất là thơm. Nhưng mà mình lại không thích cái vị ngọt ngọt của nó lắm nhé. Bánh xèo siêu nhiều nhân và vỏ ngoài thì giòn rụm, cuốn với cả rau sống với cả đồ muối thì uầy, ngon hết sảy luôn. Chết rồi, tại ở Hàn ăn bún thịt nướng nhiều quá, xong rồi cái bát của nó to gấp 3 lần cái bát này ấy. Và vị nó cũng khác nữa nên là về Việt Nam ăn thấy vị hơi lạ lạ. Ăn bữa brunch xong thì bọn mình sẽ di chuyển lên đường qua Hội An nha. Chúng mình chủ yếu di chuyển bằng xe máy. Hơi vất vả cả nắng nóng một chút xíu nhưng mà được ngắm cảnh đẹp với cả cũng chill nên là không sao hết. Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng di chuyển qua Hội An thì mất hơn một tiếng một chút xíu. Đó, đi có xíu xíu ở đến nơi rồi này. Nhìn thấy vàng vàng với cả đông đúc như này là mọi người cũng biết là bọn mình đến Hội An rồi đấy. Vì là phố cổ mà, thế nên là ở đây tập trung siêu đông khách du lịch luôn. Và có nhiều đường cấm xe máy nữa nên là mọi người đi cẩn thận nha. Hội An thì cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30 cây. Mặc dù đã đến đây du lịch khá là nhiều lần rồi nhưng mà mình vẫn rất là thích cái vẻ đẹp kiểu cổ kính ở đây ấy. Kiến trúc cổ, xong rồi mái nhà ngói rêu phong này, xong rồi trên phố thì treo đầy đèn lồng luôn. Bây giờ trời vẫn còn nắng nè, bọn mình rẽ vào Fela để uống nước với cả nghỉ chân một chút xíu đã. Nhìn tưởng một đôi nhưng không phải nha. Bác nào xem video với cả theo dõi chúng tôi lâu thì cũng biết chúng tôi không phải là một đôi đâu. Trên mạng trông tình bề bình thế thôi nhưng mà ngoài đời đánh nhau như chó với mèo ấy. Uống nước nói chuyện nghỉ ngơi chán chê đến khi trời đỡ nắng rồi bọn mình bắt đầu đi dạo xung quanh Hội An. Giờ tan tầm nên cũng khá là đông đúc nữa. Ở đây thì có mấy bạn nhận ra mình, thế nên là chúng mình cũng có chào nhau. Trời ơi, thì ra mọi người cũng xem top top với cả YouTube của tôi, ngại ghê luôn á. Không biết ở đây có ai mê cái kiến trúc với cả mấy đồ lưu niệm cổ cổ này như tôi không? Đông quá.
Mặc dù ở đây đông thì đông người thật, nhưng mà cứ giơ máy lên là có ảnh đẹp ý mọi người ạ. Lạ ghê. À thì ra cũng không lạ lắm đâu, tại tôi có những người bạn có tâm á. Đến Hội An thì không thể nào bỏ qua nước mót được rồi đúng không nào? Mọi người nhìn xếp hàng đông đúc như thế này là mọi người biết là nước mót hot như thế nào rồi đấy. Nếu ở thành phố hoa lệ Sài Gòn nức tiếng với những ly cà phê đậm đà, Hà Nội đặc trưng bởi cốc trà đá vỉa hè mát lạnh, thì Hội An lại thu hút du khách nhờ cái món trà mót mang hương vị thảo mộc đặc trưng này này. Phải xếp hàng rõ là lâu mới mua được, nhưng mà mình thấy giá khá là rẻ nhá, nhưng có 12.000 một cốc thôi, phải chăng đúng không? Nguyên liệu chính của nước thảo mộc mót này thì gồm chanh, gừng, sả, hoa cúc, lá sen khô, lá trà xanh, mật ong. Hình thức đã đẹp rồi, uống thì kiểu vừa ngon vừa lạ miệng ấy, siêu mát. Hội An buổi tối lên đèn cũng xinh ghê luôn á. Đấy, đi chơi đến tận chiều tối muộn cũng thấm mệt với cả đói rồi, nên bây giờ bọn mình sẽ đi kiếm cái gì ăn đây. Đến Hội An thì không thể bỏ qua cơm gà được rồi đúng không? Ở đây siêu đông, không có bàn cơ ấy, bọn mình đợi mãi mới được vào. Xong còn phải ngồi ghép bàn với cả nhà người khác nữa, nhà trông kiểu như gia đình to lớn ấy, cũng vui. Cơm gà, mì, nộm, đồ ăn ở đây rất là ngon. Đặc biệt là cái nước sốt của nó ấy, có cái loại sốt riêng luôn, vị rất là đậm đà và nhiều loại rau đa dạng ăn kèm nữa. Nói chung là đồ ăn ở đây mình không chê được một điểm gì luôn. Chỉ có điều là cái không khí hơi đông với cả phải ngồi ăn với người lạ, nên là không được tự nhiên với cả thoải mái cho lắm thôi. Ăn uống no nê xong thì bọn mình di chuyển lại về Đà Nẵng, quay lại khách sạn thay đồ ra, tắm rửa các thứ rồi chạy ra biển chơi hóng gió. Xong rồi chúng mình đi ăn chè vỉa hè tại vì quá là thèm chè đi. Cái này có đậu à? Cái đấy có đậu chuối đây sao? Thơm quá à? Ăn nhỉ?
kiểu mặn mặn ngọt ngọt đấy. Ăn nổi cả nhà. Cái này ăn giống bánh chui tàu nhưng phiên bản lạnh. Cái thập cẩm ở bên. Không, thập cẩm đây rồi. Xoa xoa. Giống bánh chui tàu phiên bản lạnh. Không có rượu không? Rượu tăng. Cái này bánh cu đơ. Cu đơ nó chảy nhưng mà nó có vị gừng của bánh chu tàu. Cái này ăn cá ăn cái này chứ. Là bọn mình lên đồ đấy. Đúng rồi. Để đây này. Bỏ ăn đi bỏ. Bỏ ăn đi sau. Đi ăn vặt vỉa hè về xong thì bọn mình đi pub, đi club, đi bar mọi người ạ. Nói chung là cái quán bar này nó ở ngay sát cái khách sạn bọn mình ở ấy. Thế là đấy, cách đúng một bước chân luôn. Đi thẳng vào. Đây có mỗi bọn mình đi 3 đến 11 giờ xong rồi về đi ngủ. Để sáng mai 4 giờ dậy ngắm bình minh xong rồi đi ăn sáng chán chê các thứ rồi di chuyển để qua Huế chơi nè. Vlog đến đây cũng khá là dài rồi nha. Hẹn mọi người ở video sau nha. Bye bye, đừng quên ấn thích và subscribe nhá. Chào mọi người, yêu yêu rất nhiều.